Xin chào quý vị, tôi là Hoàng Công An. Tôi là Lê Thị Bích Phương, đến từ Team Nghĩa DT. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị về cổng chào The Line của dự án Danco City. Tiên phong trong việc thiết lập một chuẩn mực sống mới tại Thái Nguyên, Danco City được đánh giá là hình mẫu về cả kiến trúc lẫn sự bài bản trong quy hoạch cảnh quan khu đô thị. Sở hữu nhiều yếu tố vượt trội về tiện ích và địa thế phong thủy, Danco City đang trở thành cái tên gây sốt trên thị trường bất động sản miền Bắc nói chung và Thái Nguyên nói riêng. Dự án rất vinh dự được nhận nhiều giải thưởng và xác lập nhiều kỷ lục cho các hạng mục trong khu đô thị. Lấy cảm hứng thiết kế từ cổng chào Khải Hoàn Môn, cổng chào lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Với vị trí tọa lạc tại đại lộ Champs-Élysées, nơi kinh doanh buôn bán hàng hiệu sầm uất và nổi tiếng nhất hành tinh. Tập đoàn Danco Group đã xây dựng cổng chào The Line thành một công trình biểu tượng. Cổng chào với chiều cao 31m, rộng 80m và đây cũng là cổng chào trong khu đô thị lớn nhất Việt Nam. Ngay từ bước chân đầu tiên vào dự án, bất kỳ ai cũng sẽ bị choáng ngợp bởi cổng chào The Line, không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn gây ấn tượng mạnh từ hình tượng 8 con ngựa đặt trên đỉnh cổng, thể hiện sự dũng mãnh, trường tồn, quyết chiến, quyết thắng, sự nghiệp thăng tiến tốc hành của gia chủ, cũng như sự phát triển thần tốc phi mã của khu đô thị. Với bất kỳ địa điểm nổi tiếng nào, thì các công trình cổng chào có vị trí đặc biệt quan trọng. Chúng là những chứng nhân lịch sử được xem như dấu hiệu nhận biết của cả một thành phố. Tại xứ Trà, trên giải đất hình chữ S, cổng chào The Line của dự án Danco City sẽ trở thành biểu tượng đặc trưng, một địa điểm check-in không thể bỏ lỡ của mọi du khách khi đến với Thái Nguyên. Và nơi đây cũng chính là quảng trường ánh sáng The Line với tổng diện tích lên tới 5.000m², nơi ánh sáng không bao giờ tắt. Các bạn có cảm nhận như thế nào về cổng chào The Line? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào quý vị.